Rồi, hôm nay có rất nhiều chị em hỏi em cái vấn đề này. Có nên xức một cái hộp kem xù như thế này trực tiếp lên trên da không cần phải pha cái gì hết không? Rồi nó có trắng không chị ơi? Rồi mình xức trực tiếp vậy có được hay không? Hoặc là mình xức riêng nó không có trắng không? Em nghe người này người kia nói ha cả nhà ha. Thì trong cái lúc em like hoặc là có nhiều chị em nhà mình nhắn tin hỏi cái trường hợp này mấy hôm nay rất là nhiều, thì hôm nay em Liên sẽ phân tích cho chị em nhà mình nghe. Chị em nhà mình cảm thấy hợp lý thì mình sử dụng. Nói chung là mình không cần phải nghe ai và mình cũng không cần phải tin ai hết trơn á cả nhà. Nghe em phân tích mình cảm tự bản thân mình cảm nhận, đúng thì mình sử dụng, còn không đúng thì thôi ha mọi người ha. Rồi, không phải riêng cái thằng xù này không, mà tất cả những cái dòng phôi xước mặt như thế này, gọi là phôi xước mặt Thái đi cả nhà, hoặc là phôi xước mặt Đài Loan cao cấp, hay là phôi gì cũng vậy, Bromina hay là xù hay là The Now hay là Mena hay là bất cứ một cái dòng xước mặt phôi như thế này, chị em có nên xức trực tiếp lên trên da body không, được hay là không? Xức được bình thường chứ không có gì hết nha mọi người nha. Thường thì những cái phôi thông thường như thế này chị em nhà mình nó xức bình thường, nhưng mà đặc biệt là nó rất là rít, nó rất là rít ha mấy chị ha. Mình ịnh trực tiếp lên như thế này nó rất là rít luôn. Còn cái vấn đề nó trắng hay không thì em phân tích cho cả nhà nghe. Riêng cái nền kem nguyên chất như thế này mấy chị xức cho những cái nền da nào, ví dụ như nền da đã có tông, nền da đã trắng thì mấy chị xức nó sẽ lên tông nhẹ cho mình. Đó, những cái vùng da mỏng, ví dụ như là cái da cổ, da nách đó, những cái vùng da chỗ này da mỏng ha mọi người ha, thì hoặc là những cái nền da đã hơi sáng sáng giống như em đã có tông á mọi người, thì mấy chị xức nó sẽ lên tông cho cả nhà mình. Ví dụ như da mặt với da cổ là nó giống nhau nè. Đó, hồi xưa là mình lấy nguyên cái phôi này mình ịnh lên trên mặt mình xức đúng không mọi người? Nhưng mà thậm chí bây giờ tăng tiến cải tiến hơn, cái mặt của mình á mình xức toàn là những cái phôi 200-300 cành trở lên không à. Đó mà nó còn không trắng nổi, nó không đáp ứng được nhu cầu của chị em nhà mình hiện tại bây giờ. Đó, mình xức những cái phôi mắc tiền 200-300 cành trở lên xức lên trên mặt nó còn không trắng nổi đối với cái da mặt. Cái da mặt là cái vùng da mỏng là nó dễ trắng nhất, hoặc là cái vùng da cổ là nó dễ trắng nhất. Thì những cái vùng da mỏng hoặc là những cái vùng da đã có tông sáng thì mới chỉ xức nguyên như thế này lên, nó lên tông cho chị em nhà mình, nhưng mà đặc biệt là nó rất là đích. Còn riêng đối với những cái vùng da dày, da chân, hoặc là những cái vùng da dày, hoặc là những cái da bình thường, cái da ngâm, cái da đen, cái da chai lì, em nói cho cả nhà nghe, cả nhà phân tích thử có đúng hay là không. Thậm chí mấy chị phải xài kem tẩy mạnh nè ha, thậm chí mình phải lột nè, mình phải tắm trắng nè đó, rồi mình tẩy da chết các kiểu mà mình xài nó còn không trắng nổi, huống chi là nguyên chất mình cái hộp kem ịnh lên như thế này mọi người, đúng không? Em chỉ nói cái công dụng của kem, cả nhà tự phân biệt, mình không cần phải nghe ai, không cần phải tin ai hay gì hết, mình nghe đúng thì mình làm, đúng mình sử dụng, mình cứ suy nghĩ đúng thì mình ok thì mình xài thôi ha. Đừng tin em, cũng đừng tin ai, em chỉ phân tích cho cả nhà mình hiểu thôi. Ví dụ như cái da body mấy chị dày đi, mấy chị thậm chí phải lột nè, mấy chị thậm chí phải tẩy da chết, phải tắm trắng nhiều lần đi nữa, mà xài cái kem mạnh đi chăng nữa đó thì mấy trắng mới lên tông nổi. Còn ví dụ như mấy chị xài mấy cái này không có pha kem mạnh này kia thì bao giờ nó mới trắng được, bao giờ nó mới trắng được, đúng không chị em ha? Thì mình nghe thử cái cảm nhận của em nói đi, coi nó đúng hay không. Nếu mà đúng thì cho em xin chàng vỗ tay mọi người. Đó, nó chơi chứ chị em nhà mình tự cảm nhận thôi. Tại vì mấy chị biết là cái da body nó là thuộc cái tình trạng da ngâm, da dày, cho nên mình phải xài kem mạnh, thậm chí mình phải tẩy da chết rồi mình lột nữa nó mới trắng nổi. Còn cái này nó chỉ là một cái phôi sức dưỡng trắng nhẹ thông thường thôi, thì nó sẽ lên tông chứ không phải là không, đối với cái vùng da mỏng hoặc là cái nền da đã trắng rồi. Mấy chị em nhà mình hiểu không? Trắng rồi nhưng mà đặc biệt sức nguyên chất nó rất là gít luôn ha, không có xài nổi. Đó thì em chỉ phân tích cho cả nhà mình nghe, thì tự cả nhà mình cảm nhận xem ok hợp lý thì mấy chị cứ xài nha. Còn riêng bản thân em bán cho khách là phải pha kem đầy đủ công thức, phối đầy đủ công thức đó, nó mới lên tông nổi. Và thậm chí phải kết hợp với mấy chị mà da ngâm đen hoặc là mấy chị da bình thường cũng vậy đó, phải xài kem mạnh, thậm chí mình phải tắm trắng, tẩy da chết rồi mình lột nữa, mình xức thì nó mới trắng bông, trắng tát, trắng tươi, trắng bạch tạng được mọi người. Chứ những cái hộp kem như thế này xức bao giờ nó mới trắng? Nó cũng có trắng chứ không phải là không, nhưng mà bao giờ nó mới trắng? Đó, cái thời gian nó kéo ra rất là dài cho mọi người nha. Rồi, vậy hai cả nhà ha.